chặt bàn tay tôi ngước lên bầu trời, tôi cầu xin anh ở nơi trời xa, mong là anh gặp nhiều may mắn, mong là anh được thành công hơn. Đêm từng đêm tôi ngước lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, để cà phê, để hàn huyên, để kể lại những câu chuyện vui. Cuộc đời này rộng lớn như thế, để tìm được một người vì mình mà rơi nước mắt đâu phải dễ. Vậy nếu đã thương thì xin đừng hời hợt. Không cần nhẫn đẹp, không cần xe sang, không cần vẻ ngoài hào nhoáng, mà điều cần nhất là sự quan tâm, sự thấu hiểu và thương. Người thuộc về nhau rồi cuối cùng cũng sẽ về bên nhau. Giống như trái đất tròn, có đi ngược chiều thế nào thì vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Giữa dòng chảy của thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngã đường chia ly vẫn ẩn chứa vô vàn lý do gặp lại. Ở phần cuối câu chuyện, Thượng Đế nhân từ rồi sẽ chỉ vào người em yêu nhất, rồi cười bảo rằng sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về em. Đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ một ai. Hoa cũng đẹp mà bầu trời cũng xinh, nhưng hai thứ đó mà nó chả có cái gì giống nhau cả. Bạn nhìn vào cuộc sống của người khác và mơ ước, nhưng ngoài kia cũng có rất nhiều người đang nhìn vào cuộc sống của bạn và họ mong ước được như bạn. Vậy nên ý, hãy vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp. Đó mới chính là hạnh phúc của cuộc sống.